Thưa quý vị, thưa các bạn, Hòa Bình là địa phương có nhiều sản phẩm cây có múi nổi tiếng, trong đó có bưởi đỏ Tân Lạc, cam Cao Phong đã trở thành đặc sản, thương hiệu của tỉnh và của cả nước. Đến nay, một số cây ăn quả có múi ở Hòa Bình đã bước đầu cho thấy tiềm năng, hiệu quả kinh tế, thích ứng trên vùng đất vườn đồi, đặc biệt là tại các vùng sản xuất cam, bưởi tập trung, ứng dụng công nghệ cao. Những năm gần đây, diện tích và sản lượng cây có múi ở Hòa Bình liên tục tăng từ 1.976 ha năm 2013, tăng lên 9.700 ha năm 2018, với năng suất 24 tấn trên 1 ha, sản lượng đạt 123.000 tấn. Với diện tích và sản lượng như vậy, Hòa Bình nằm trong top 11 tỉnh sản xuất cây có múi lớn nhất cả nước. Diện tích cây có múi tập trung chủ yếu ở 9 trên 11 huyện, trong đó có cam, quýt tập trung ở các huyện Cao Phong, Lạc Thủy, bưởi ở huyện Tân Lạc. Trên địa bàn tỉnh hiện nay có 14 sản phẩm, đó là những cái sản phẩm mang cái đặc sản của tỉnh Hòa Bình, được công nhận chỉ dẫn địa lý một cái, và ba cái sản phẩm mang cái nhãn hiệu chứng nhận, còn lại các sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể. Việc xây dựng các cái nhãn hiệu cho các sản phẩm tỉnh Hòa Bình thì đã đem lại những cái lợi ích kinh tế xã hội. Cái thứ nhất là khẳng định cái thương hiệu các sản phẩm đặc sản của tỉnh Hòa Bình để giới thiệu ra với các cái tỉnh lân cận, rồi là có thể là tương lai có thể tiến tới xuất khẩu. Trong thời gian vừa qua thì tôi thấy rằng khi mà công bố các cái thương hiệu các sản phẩm thì cái giá trị sản phẩm là tăng lên rõ rệt, và nó giúp cho cái mở rộng diện tích nên rất là nhiều lần so với trước đây. Nhằm bảo vệ và phát triển thương hiệu cây có múi, Hòa Bình đã vận động các hộ trồng nhỏ lẻ tham gia vào các hợp tác xã để ứng dụng khoa học công nghệ, áp dụng công nghệ theo tiêu chuẩn sạch, an toàn Việt Gáp. Các vùng sản xuất cam, bưởi tập trung, ứng dụng công nghệ cao như cam Cao Phong đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận chỉ dẫn địa lý, cam Lạc Thủy, bưởi đỏ Tân Lạc, quýt Nam Sơn được đón nhận bảo hộ nhãn hiệu tập thể. Đây là đòn bẩy giúp cây ăn quả có múi của Hòa Bình phát triển thương hiệu, mở rộng thị trường. Trước đây thì cây mía với cây ngô thì đã rất là quen thuộc rồi, nhưng mà cái làm thì cũng rất là vất vả, nhưng mà hiệu quả kinh tế thì cũng không được cao. Và từ ngày chuyển đổi sang trồng cây cam thì đời sống cũng được nâng lên một chút, do là cái hiệu quả của kinh tế của cây cam đem lại nó cao hơn. Theo cái quy trình Việt Gáp ấy thì nó khác với cái quy trình bình thường. Tuy nhiên là khi mà đã áp dụng theo cái quy trình sản xuất Việt Gáp thì bắt buộc là chúng ta phải theo một cái quy chuẩn chung. Đó cũng là một trong những cái đòi hỏi rất là khắt khe mà bắt buộc nhà vườn là phải tự nâng cao cái ý thức của bản thân và để cho cái sản phẩm của mình đến tay người tiêu dùng nó là tốt nhất. Các sản phẩm cây có múi đang được tiêu thụ khá tốt tại thị trường Hà Nội và các tỉnh lân cận. Để ổn định đầu ra lâu dài cho sản phẩm, Hòa Bình đang mở rộng thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước, hình thành các vùng sản xuất tập trung có quy mô lớn, đáp ứng sản xuất hàng hóa và để phát triển bền vững, đem lại hiệu quả kinh tế cho người sản xuất. Trong thời gian tới, Hòa Bình tiếp tục thực hiện các giải pháp về quy hoạch trồng cây ăn quả có múi theo vùng, phù hợp đất đai, khí hậu, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, thực hiện các giải pháp về khoa học công nghệ, sử dụng phân hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật, an toàn vệ sinh thực phẩm, xây dựng nhà máy sơ chế, bảo quản sản phẩm cây có múi tại Cao Phong với công suất 20 đến 22.000 tấn một năm, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, kết nối thị trường để sản phẩm vào các siêu thị lớn, trung tâm thương mại và xuất khẩu tới các thị trường tiềm năng như Bắc Mỹ, Đông và Tây Âu, Đông Bắc Á, Trung Á, ASEAN, vân vân. Thời điểm này thì cũng đã có trên 50 ha diện tích bưởi và quýt đã được chứng nhận Việt Gáp. Thì có một số mô hình nhỏ thì cũng đã thực hiện theo cái hướng là sản xuất hữu cơ. Thì huyện cũng đã xây dựng các cái liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm bưởi. Theo đó thì cũng đã có các cái doanh nghiệp, hợp tác xã có cái liên kết với người dân, đảm bảo cái từ sản xuất cho đến cái khâu tiêu thụ được có thể là làm liên kết một cách chặt chẽ. Thì trong thời gian tới thì huyện cũng sẽ tiếp tục kêu gọi đầu tư. Thứ nhất là doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư cùng với người dân để nâng cao cái chất lượng sản phẩm, đồng thời là nâng cao cái sản lượng mà được tiêu thụ qua các cái liên kết theo chuỗi, đưa cái sản phẩm nhanh nhất và kịp thời nhất đến với người tiêu dùng. Nhằm xây dựng phát triển thương hiệu và tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm cây có múi, tỉnh Hòa Bình cần tiếp tục triển khai các đề tài, dự án nhằm hỗ trợ phát triển, chăm lo đầu ra cho sản phẩm cây ăn quả có múi, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, từng bước đưa sản phẩm cây ăn quả có múi đến với người tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.